Châu Gác Bếp Huy Thiên hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tiếp theo xin mời số báo danh 997 Trần Anh Tiến với nhạc phẩm Tuổi Nàng 15 và thí sinh 433 Hà Văn Thụ chuẩn bị. Vâng, lời đầu tiên cho phép em xin gửi được tới các vị ban giám khảo một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và em tên là Trần Anh Tiến, em đến từ Thanh Hóa. Trăng sáng soi đêm dằm, em còn tuổi 15, chưa lần nhớ thương ai nhiều, chỉ chờ tôi sang ghé thăm, thăm giàn thiên lý thơm, xem nụ hoa chớm nở, đom đóm bay về, tìm hương đốt đèn theo tháng năm trắng dằm. Em đêm tuổi 15, tôi nằm nhớ em thâm trầm, nhớ làn son môi trái tim, tóc kề vai ấm êm, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhung huyền, cả một trời yêu. Tình dù vẫn thương đau, từ ly em bước sang ngàn. Em ơi, trên bước đi nhân tình, tôi chắc chiêu riêng mình với niềm đau dĩ vãng. Chia nửa trăng đêm buồn, em về lại một bên, ngắm trăng bên trong, có còn yêu tôi nữa không, hay là em đã quên, quên vầng trăng kỷ niệm, xin trả tôi về tuổi nàng 15, hay là em đã quên, quên vầng trăng kỷ niệm, xin trả tôi về tuổi nàng 15. Vâng, xin được cảm ơn phần dự thi của thí sinh Trần Anh Tiến.